chị em thân mến, hiện tại phòng trị liệu của chúng ta đang có rất là nhiều. Ví dụ như bên này thì bác sĩ Vicenzo của chúng ta đang thăm khám về tình trạng của một khách hàng. Ở phía bên này thì đang có vị bác sĩ đang chấm điểm mỡ cho vị khách hàng Hải Yến. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã lắng nghe xem là tình trạng của Hải Yến như thế nào rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển bên trong kia để xem rằng là bác sĩ sẽ phân tích và tư vấn như thế nào cho Hải Yến nhá. Đây chính là khách hàng Hải Yến, và hôm nay thì Hải Yến sẽ sử dụng dịch vụ đó là Lipo Slimming. Và như các bạn có biết rằng là đây là dịch vụ giảm béo một lần, và bây giờ thì Hải Yến đang được bác sĩ thăm khám cũng như là chấm điểm mỡ và phân tích xem là tình trạng Hải Yến như thế nào. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể nói với các chị em cũng như là các quý vị khách hàng xem là tình trạng của Hải Yến và phân tích xem điểm mỡ của bạn như thế nào. Mỡ của Hải Yến rất là rất nhiều năm, thế là bạn thân thành một quy định thực tế đã bị co rồi, và cái mỡ này rất là dày. Và hôm nay bạn ấy sẽ làm cái công nghệ một lần phá hủy mỡ hoàn toàn. Và hôm nay thực bác sẽ kiểm tra cho chị khoảng 35-40 điểm. Ngoài ra thì còn các cái vấn đề nào khác liên quan đến mỡ ngoài không ạ? Thực ra bạn đây là công nghệ Lipo Slimming, đây là công nghệ giảm béo một lần rất là an toàn và tự nhiên. Có rất là nhiều các chị em của chúng ta đã sử dụng công nghệ này rồi, vì vậy Hải Yến cũng không cần quá lo lắng đâu, bởi vì là không xâm lấn hay không dùng dao kéo nên là bạn cũng sẽ cảm giác rất là an toàn. Bây giờ thì xin mời bác sĩ ạ. Tiến sĩ bác sĩ Vincenzo thì đang tiến hành thăm khám mỡ cho chị Hà. Có những điểm mỡ như nhau hay là mỗi một người sẽ có điểm mỡ khác không? Có thể là điểm mỡ nhau thì vào cái tình trạng hiện tại thì trong cách đến ngày làm việc của chúng ta. Bạn phiên dịch có thể dịch xem là chuyên gia đang nói gì không ạ? Cái điều rất là thú vị về cái trường hợp béo của chị đúng không ạ? Là như chị Hà thì mình thấy là bác sĩ chuyên gia nói là cái trường hợp của chị đều vì là thấy là cái trường hợp nhiều small yes, my you because the problem is the bone, the back. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta có nói là có một điều rất thú vị là về cái sản sống chị là nó không thẳng, nó bị lệch sang bên. Đây là bác sĩ nói là một cái trường hợp rất là có thể nói là tương đối là nghiêm trọng, bởi vì cái phần sản sống chị bị lệch sang bên nên là cái ảnh hưởng đến phần
có thể thấy là bên này nó nhiều mỡ hơn. Đó, nó làm nên cái cơ thể của chị mất cân đối. Mà khi mà bác sĩ nói là cái nó khép tay lại như này, thì mọi người hoàn toàn thấy bên này nó sát gần phần tay luôn, như thế vẫn có tại đây mới chắc luôn. Đó, thế nên là bác sĩ đang trao đổi và tư vấn lại để có thể đưa ra được cái phác đồ điều trị chính xác cho chị. Because you need a very good muscle here, strong muscle. Bác sĩ có nói là điều đầu tiên là chúng ta phải làm cân bằng lại cái phần cơ thể của chị. Chị biết khi mà mình sử dụng cái bộ phận là béo đấy, thì mình còn phải điều trị chúng các phân tích của chị và làm cho hai cái bên mỡ này chứ cân bằng phải đem đối hơn. Rồi đó có thể cải thiện được cái vóc dáng cũng như là cái tình sức khỏe của chị. Đó là khi mà bác sĩ sẽ cho chị vào bên này thì có lẽ là chị đi. Vậy thì chị Hà còn cái câu hỏi nào mà muốn được tiến sĩ bác sĩ Vincenzo thăm khám và tư vấn nữa không ạ? Ví dụ chẳng hạn những cái tình trạng mà lệch cái xương sống của chị thì nó sẽ làm cho là cái mỡ nó tích không đều và hai bên như thế, thì chị có muốn đặt cái câu hỏi nào cho cái tình trạng của mình hay không? Xin cảm ơn những cái tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Vincenzo và hy vọng rằng là sau khi mà được tiến sĩ bác sĩ Vincenzo thăm khám và tư vấn thì chị Hà sẽ có được cái phác đồ mà điều trị cho mình nó sẽ có hiệu quả hơn nhé. Vậy thì mọi người nếu như vẫn còn thắc mắc hoặc là băn khoăn thì mọi người hãy để lại số điện thoại ở dưới livestream hoặc gọi đến số hotline là 0386 463 463 nhé.